VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi. VITV, khởi nguồn kinh doanh. Sáng ngày 2 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chuỗi Cung ứng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Chuỗi Cung ứng 2013. Đây là sự kiện thường niên bàn về các vấn đề thu mua, sản xuất, bán lẻ và phân phối. Sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 600 chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành đến từ nhiều nước trên thế giới. Nội dung được thảo luận trong ngày đầu tiên của hội nghị là vấn đề về góc nhìn TPP và các hiệp định thương mại từ Việt Nam và khu vực. Theo các chuyên gia, Việt Nam đang trong tiến trình của 4 cuộc đàm phán thương mại đa phương chính là Hiệp định Tự do Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực, việc thực hiện lộ trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định Tự do Thương mại với EU. Các thỏa thuận này sẽ có tác động sâu sắc đến chuỗi cung ứng xuyên châu Á. Trong đó, Việt Nam đang ở vị thế đặc biệt để gặt hái những thành quả lớn nhất về mặt tăng trưởng GDP. Tính trung bình sau khi gia nhập WTO, mức tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam hàng năm đạt khoảng 20%. Những lợi thế của Việt Nam khi tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu hay các hiệp định thương mại, đó là nguồn lao động đông và chi phí thấp. Nhưng đó cũng chính là hạn chế của Việt Nam, vì hội nhập càng nhiều thì đòi hỏi trình độ lao động càng phải cao. Do đó, Việt Nam nên thay đổi điều này, đồng thời cũng cần nhanh chóng thay đổi những tồn tại hiện có như cơ sở hạ tầng chưa tốt, thủ tục hành chính còn phức tạp và nhiều yếu tố khác. Khi các yếu tố này được cải thiện, thì Việt Nam sẽ trở thành địa điểm tốt nhất để các doanh nghiệp trên thế giới phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, nhiều chủ đề khác sẽ được thảo luận tại hội nghị trong những ngày tiếp theo, như vấn đề về thu mua, sản xuất và phân phối bán lẻ trong chuỗi cung ứng. Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10 năm 2013. VITV, kênh truyền hình chuyên biệt về kinh tế tài chính theo thời gian thực đầu tiên tại Việt Nam. VITV, thông tin chính xác. VITV, trao đổi thẳng thắn, chân thực, đối thoại đa chiều về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. VITV, nội dung sống động, tin tức cập nhật. VITV, mọi lúc, mọi nơi. VITV, khởi nguồn kinh doanh.